Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, người dân trên cả nước sẽ được nghỉ 5 ngày. Vì là kỳ nghỉ dài, do đó nhu cầu đi lại của người dân dự kiến sẽ tăng cao tại khu vực các bến xe, nhà ga. Các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã chủ động xây dựng các kế hoạch sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Các bến xe tại Hà Nội nhận định lượng hành khách trong các ngày cao điểm rơi vào khoảng 22.000 lượt mỗi ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường. Dự kiến tăng 950 lượt xe, chủ yếu ở các tuyến đường dài Hà Giang, Điện Biên. Các bến xe đặt mục tiêu nhanh chóng, thuận tiện, văn minh và lịch sự, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân qua bến. Về phía bến thì bến cũng đã chủ động triển khai một số nhiệm vụ. Thứ nhất là yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ trên bến tăng cường công tác kiểm tra thể lệ vận tải đối với các phương tiện hoạt động tại bến và khuyến cáo các đơn vị vận tải là trong trước cái dịp 30/4 thì đưa phương tiện vào bảo dưỡng, bảo trì làm sao đảm bảo phương tiện hoạt động trong cái dịp 30/4 phục vụ hành khách và nhân dân được đảm bảo an toàn. Bến xe chúng tôi là có dán tất cả các đường dây nóng ở tại bến xe cũng như ở trên xe, các xe, nhà xe cũng có dán tất cả các đường dây nóng của các lực lượng, và nếu như trên đường đi mà bà con nhân dân, hành khách mà bị chèn ép hay là bị thu qua giá vé hoặc là bất cứ có cái gì xin phản ảnh lại với bến xe chúng tôi sẽ phối hợp cùng với các lực lượng có chức năng để cùng phối hợp xử lý. Bến xe sẽ kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, chở quá tải hàng hóa lẫn hành khách để bảo đảm quyền lợi cho hành khách trên xe. Cam kết của nhà xe Hùng Hưng với lại bến xe là nhà xe Hùng Hưng sẽ không chở thừa số khách và không chở sàn. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên vào quầy bán vé của bến xe để mua vé, hoặc nếu đặt vé online thì cần tìm trang web chính thống của nhà xe để đặt vé nhằm bảo đảm cho bản thân một chuyến đi an toàn. Ngoài ra, để phản ánh thông tin liên quan đến nhà ga, bến xe, các vấn đề trong hoạt động của xe khách như tăng giá vé, nhồi nhét khách, bắt khách dọc đường, người dân có thể liên hệ số đường dây nóng của Tổng cục Đường bộ 0375-606-669 vụ vận tải hoặc 0916-608-085 vụ an toàn giao thông.